Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Thì hôm nay em có chiếc Peter Stip Pro phiên bản tay đua 4700 mới về. Thì chiếc xe này hiện tại thì cấu hình loại mới, ngày trước thì nó đã lắp cho con T10 rồi, nhưng mà hiện tại nó lắp sang cái dòng Peter Stip. Đấy. Thì Peter Stip thì khác T10, nó là khung đứng chữ A, nó sẽ ngắn hơn, cũng như là giúp cho bác dễ dàng đi hơn đối với những bác thấp. Đấy. Thì hiện tại chiếc xe này hiện tại đang có size là size 48 này, giống ngang là 52,5. Khung 48 giống ngang 52,5, thiết kế thì khung là khung carbon. Đấy, group của xe group gạt đằng trước Shimano Grand Tierra này, của đề sau Shimano Tierra, đùi đĩa nhôm Prowell RPN, gạt đề tay đề đều là để tay đề tiêm Shimano Tierra 4700 các bác nhá, 4700. Đi sâu vào cấu hình này. Đấy, thì đầu tiên phần thiết kế khung này. Khung này là khung màu xám nhé, lần này em về nô lần này là 5 chiếc thì toàn màu xám thôi, toàn cái màu xám đen, màu này cực kỳ đẹp. Hôm trước em quay video tay ngang ấy thì em đã bán rồi. Đấy, giờ là tay đua, phiên bản tay đua màu xám này. Đấy, dây âm sườn này, cực kỳ đẹp. Đấy, gạt đề trước, gạt đề Shimano Tierra này. Đấy, các bác nhìn rõ không, cực kỳ sắc nét luôn. Đùi đĩa của xe sử dụng đùi đĩa nhôm Prowell RPN, Prowell RPN 50-34T. Đấy, cắt CNC cực kỳ đẹp luôn. Xích IPN. Đấy, xích này dòng xích 10 tầng. Gạt đề sau, củ đề sau Shimano Tierra. Và nip sử dụng 10 tầng nip. Đấy, nip sử dụng 10 tầng nip. Mayer Retropec căm tròn. Vành Retropec niềng 4 cm. Đấy, nhôm hai lớp, xăm nốt Innova Pro 700x25C. Đấy, vân không vân luôn nhá. Bám đường rất là tốt và cũng như là đi rất là bon. Cụm phanh Retropec này, bóp má vành này, khóa cọc yên này, khóa cọc yên là khóa cọc yên chết này, ẩn chìm trong khung này, cọc yên carbon này, yên là yên titter. Nói chung là này nâng cấp nhiều nhất đó là phần yên. Các bác phần nhìn phần yên nó to hơn, dày hơn và êm hơn rất là nhiều. Đấy, đây phần yên nâng cấp. Vô tăng ghi đông thì đều sử dụng vô tăng ghi đông hợp kim nhôm titter. Đây, tay đề Shimano Tierra 4700. Cụm phanh trước cũng là Retropec này, càng carbon. Đấy, càng carbon. Máy ở trước Retropec. Căm là căm tròn. Đấy, mẫu xe này hiện tại thì đang có giá là trên 15 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này, alo trực tiếp hotline bên em 0933 522 186 hoặc 0936307317. Hôm nay thì em đa số làm video review để các bác thể là chiêm ngưỡng cái mẫu xe mới về trong lô hàng mới nhất đầu tháng 5 2021. Cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.